Xin chào tất cả mọi người, chúng ta cùng đến với phái sinh và một vài nhận định cho bên cơ sở. Như vậy là chúng ta có một phiên kéo xả, đúng không? Phiên kéo xả điển hình bình thường thôi, chúng ta đã view từ ngày hôm qua rồi. Khi mà VN Index nó đang tiếp cận vùng 1260, quanh mốc vùng 1260 cộng trừ, đúng không? Đây chính là cái vùng giá chúng ta sẽ cần quan tâm những nhịp kéo xả. Bản thân mình thấy ngày hôm nay rất là bình thường thôi, cũng chẳng xấu mà cũng chẳng phải là gì tốt lắm, đúng không? Rõ ràng cổ phiếu lên trên bị bán lại thì cũng không quá tốt, nhưng mà những cổ phiếu của chúng ta mua như dòng B vẫn cứ chạy thôi, đúng không? Và đang có lãi rồi cũng chẳng có vấn đề gì cả. Ngày hôm nay hết sức bình thường thôi. Có phái sinh là gì? Kéo xả, đúng không? Tạo ra hái đỉnh và xả xuống. Thực tế là gì? Vùng này chúng ta view ra đó thì chúng ta cùng đi phân tích tại sao điểm đánh chúng ta có thể đánh được nhá. Đầu tiên là ngày hôm qua chúng ta view là gì? Vùng giá 86 đến 90. Nếu như mà kéo không khối lượng trên vùng này thì vẫn là sẽ bị bán xuống và điều chỉnh xuống. Thứ nhất là con M15 và con H1 đang có yếu tố phân kỳ, đúng không? Sau khi mà lên đây có yếu tố phân kỳ cộng với gì, lực bán, chắc chắn là có những lực bán tại vùng Quasimodo 82.x. Đây chính là vùng Quasimodo. Đỉnh của cây nến này chính là gì? Hai là 82. Lý do tại sao hôm nay mình view một nhịp ở 82 giọt xuống đấy mà nó về 89.81.9 đấy mọi người. Tại sao mình lại view mốc 82? Đầu tiên là mình sẽ canh được các vùng long ở bên dưới. Nhìn chung là những vùng ở bên dưới chúng ta chơi long bình thường thôi. 65, 67 chơi long. Đầu phiên sáng là mình view nó đẩy long lên trên vùng 82 cộng trừ quanh cái mốc đó. Quanh mốc đó là chắc chắn là sẽ có những nhịp mà rung lắc xuống rồi, hạn chế là FOMO. Tại vì sao chúng ta vùng 8x chúng ta không thể FOMO long được mà chỉ là những nhịp mà canh mà điều chỉnh giảm xuống, sọt điều chỉnh giảm xuống. Tất nhiên là khi mà sọt ngược chen thì chúng ta phải chủ động chốt lời khi mà giá nó điều chỉnh xuống, đúng không? Thì gần nhất của buổi sáng gần nhất là cái nhịp mà gần quanh cái mốc IMA 10, cái vùng 76.77 đó, nó có kéo lên trên vùng 81.x là những vùng mà chúng ta sẽ phải chơi, nhưng mà phải chốt ngắn chứ nó không cầm dài được. Lý do là thị trường đang tiếp cận vùng cung mạnh, nhớ chưa? Đang tiếp cận vùng cung mạnh, không thể cầm dài được. Và chúng ta có mốc sọt chỉnh này 82, nhưng mà nó lên 81.9, đúng không? Rất là tiếc, đúng không? Sau đó có phiên chiều, sau đó chúng ta vào phiên chiều. Phiên chiều chúng ta có mốc long là vùng 67-69, target lên trên vùng 74-76 và một mốc sọt chính là gì? Sau khi mà nó lấp gáp buổi chiều, chúng ta sọt vùng 77-79 được, và target thì tùy mọi người thôi. Target giữa vùng cầu 66-68 này, chủ động chốt lời thôi. Đấy là plan cho phiên chiều, phiên ngày hôm nay. Thì hôm nay giá nó chạy tương đối sát với cái plan của mình, đúng không? Rồi, mình sẽ vào điểm đánh xem đánh được không này. Giá chạy tương đối sát plan rồi. Giá tạo ra phân kỳ, giá tạo ra cái vùng 82.x, tạo đỉnh ở đây. Sau đó gì? Có chốc giảm, có chốc có bót, có xu hướng giảm ở 1 và sau test lại OB, sau đó bị bán xuống, đúng không? Và cái những cái vùng bias trước đó chúng ta thấy cái gì? Nó có vùng từ 66, đúng không? Đánh tương đối chuẩn, mà ngày hôm nay đánh rất chuẩn bài ấy. Rồi 66 này, chúng ta có một vùng tiếp theo là vùng 71-72. Đây là những vùng tham minh. Chúng ta thấy gì? Biên dưới qua Quasimodo 66-67 vẫn là cái mốc của anh em đánh được long lên, đúng không? Đánh long lên vùng 74-76, cả vùng 69 mà hôm trước chúng ta đánh một lệnh long đi lên ấy. Đây này, SNR này mà hôm trước phân tích với nhau rồi này. Đó, chạm một lần, chúng ta chỉ đánh một chạm thôi nhá. Nhớ là gì? Đánh một chạm thôi, chạm rồi, đúng không? Chạm rồi, hồi phục lên trên vùng 77. Lý do buổi chiều chúng ta đánh một chạm ở đây 69 lên vùng 74-77 đó. Và 77 này có gap này, em nhìn thấy gap không? Lên lớp gap, có phân kỳ này, đúng không? Kẻ thêm Fibonacci ra. Fibonacci 0.618 chưa? Rồi 2:05 chưa? 2:05 này. 2:05. Quanh cái mốc 2:05 bắt đầu có nhịp điều chỉnh. Và điều chỉnh đến quanh mốc 2:15 thôi là phải chốt lời, đúng không? Quá 2:15 mình xem xét chốt lời hoặc là về vùng demand. Đó là đầu tiên, đúng không? Thì rõ ràng tất cả những nhịp mà xả về đây, lên Fibonacci có phân kỳ, đúng không? Có test Quasimodo short 77. Thế là
đúng cái chiến lược của mình đúng không, đúng cái hệ thống của mình thôi, không có gì cả. Rồi đầu phiên đầu ngày hôm nay có một nhịp đẩy đỡ giá ở vùng 69x 0.618 phân kỳ, vùng SNR long 69x đi lên trên vùng vùng 7477 xong mới sọt lại đó. Thì lý do tại sao chúng ta có một lệnh lệnh long ở vùng này, cứ báo mọi người ai mà có vị thế long ở vùng này tương đối ổn đó, và chúng ta sẽ target lên trên vùng lốc gáp 77, sau đó chúng ta sẽ sọt vùng 77. Trong cái cả cái vùng này chúng ta có thể tham minh SL 80.8 để hạn trên này cho an toàn và target xuống vùng này. Đó, thì ngày hôm nay chúng ta buổi chiều hai lệnh này thôi. Buổi sáng thì mình view là gì? Một nhịp đẩy giá luôn từ vùng 76.x đi lên trên vùng này. Nhớ là đầu phiên sáng là đẩy luôn từ đầu phiên sáng chứ không phải là sau này nó test về nhé. Sau đó chúng ta view là vùng 82 sẽ là nhịp có thể điều chỉnh. Tuy nhiên vùng điều chỉnh này mình chỉ target vùng 78, 79 thôi. Mình không target dài. Tại vì lý do chúng ta đang đánh ngược trend mà. Khi mà nó có xác nhận thì chúng ta mới view đánh dài được. Đúng không? Đó thì sắp tới chúng ta sẽ phải xây dựng cái tìm ra một cái nguyên nhân ở cái bias này. Nguyên nhân một cái bias tương đối đẹp và tương đối quan trọng trong trong cái khu từ bộ 60 66 đến 76 rất quan trọng trong cái nhịp tới, có thể là một bài tích lũy, cũng có thể một bài phân phối, và chúng ta chờ xác nhận đúng không, cũng tương đối rủi ro ở trên vùng này đối với những nhịp mà long cao. Nhớ là gì, trên vùng này tương đối cao rồi, tại vì nhà cái họ gom long vùng 1.200 quanh vùng đó rồi đúng không, quanh vùng 1.200 đây rồi, 1.200 này đúng không, sau đó xách ao về đây khớp rất nhiều long ở đây đó, thì kéo lên đây cũng được gì, cũng được 70 80 điểm rồi, thì giai đoạn này họ cũng có thể chốt lời được rồi và cũng có thể là đảo vị thế rồi. Đây là giai đoạn này là nó chạy tương đối xa rồi, chúng ta không thể nào mà chúng ta đi long cao được cả, nên tất cả những vị thế mà long cao phải chốt lời ở vùng 8x đúng không, và chúng ta sẽ chờ những cái nhịp mà gần đáo hạn xem nếu như nhà cái vẫn cầm long thì chúng ta sẽ phải gom long thấp, nó sẽ an toàn hơn rất nhiều đúng không. Điểm đánh ngày hôm nay thì chúng ta hiểu cái cách đánh ngày hôm nay nhé. Sọt chỉnh thì lý do sọt chỉnh là Quasimodo ở cửa hai tham phim đây này, cái điểm này này Quasimodo rất rõ ràng nhé. Quasimodo này đơn giản mọi người thấy không, QML này đó, QML này lên nên là sọt xuống thôi, điều chỉnh không phải sọt sập mà sọt điều chỉnh trước đã đúng không, có phân kỳ Quasimodo thì tất cả những lên cái nhịp 82 đến 9x là phải chốt lời những vị thế mà long thấp rồi đúng không, phải chốt lời dần đi, có thể cược cược long, nhưng mà cược là cược ở đây là gì, có cài SL chứ. Ở giai đoạn mà mình đánh cao tờ đánh ngược trend là người cẩn trọng đó, và phải cẩn trọng những yếu tố khi mà nó kéo lên không khối lượng này mà có xuất hiện vòng sọt là những nhịp manh nha của yếu tố đảo chiều manh nha đúng không, thì chúng ta cần phải chốt lời, và nếu như các lệnh long để đánh đánh trong phiên thôi. Rồi về bên cơ sở, nói qua một chút bên cơ sở ngày hôm nay thì tiếp cận vùng 1.260. Đối với thị trường cơ sở thì rõ ràng sau khi mà giá tiếp cận được đây này, mọi thứ anh em thấy không, cả một cái cây von bán nó khỏe như vậy cơ mà, một cây von bán tương đối mạnh, sau đó thì có một cây Maju tương đối dài thì rất khó nó có thể là đi lên thẳng luôn trong ngày hôm nay, mà những cái nhịp mà hồi phục này là tương đối khỏe của thị trường rồi đúng không, chúng ta có 1 2 3 4 5 6 phiên xanh liên tiếp của thị trường cơ mà, thì thông thường thì chúng ta sẽ phải có một phiên đỏ giảm điểm sau những cái chuỗi cây xanh như thế đúng không, thì thông thường chứng khoán Việt Nam này 1 2 3 4 5 6 cây phải có một phiên rung lắc đỏ chứ, làm sao mà đi lên một mạch được đúng không, thì thông thường tất cả nhịp đằng trước đó mọi người thấy không, xem là cái nhịp dài nhất tăng là bao nhiêu cây, đếm là ra là biết ngay 1 2 3 4 5 6 cây lại có một phiên đỏ điều chỉnh xuống, sau đó mới tăng được tiếp chứ, phải hấp thụ được cung thì mới tăng được tiếp được, thông thường chỉ tầm 7 đến 9 cây thôi mà tiếp cận vùng cung nó sẽ có một nhịp giảm điểm đó đây này, thì những cái vùng này lên trên vùng cung thì có kéo xả là chuyện bình thường thôi, mà câu chuyện là điều chỉnh không quá nhiều đúng không, nhưng mà cũng chứa đựng rất nhiều rủi ro đấy, chúng ta cũng phải cẩn trọng. Thứ hai là chúng ta thấy cái vùng giá này con OB này cả vùng này rất khó nó để phá vượt được qua luôn đúng không, nó cần phải kéo xả ở trên vùng này đã đúng không, trước khi nó có thể hấp được được cung lượng cung của cây von này nó mới đi lên được, hoặc là có thể là đảo chiều xuống những vùng lốc gáp này đúng không. Chính vì vậy là ngày hôm nay là ngày mà chúng ta không thể FOMO được, có báo với anh chị và anh em từ đầu phiên sáng rồi, chúng ta không thể FOMO được bên cơ sở khi mà nó tiếp cận ở trên vùng này đúng không, không FOMO được vào cái phiên sáng ngày hôm qua
là cái phiên cuối cùng chúng ta có thể mua mà nó an toàn được cho tài khoản, có nghĩa là đủ khi hàng T về có lãi. Đối với những cổ phiếu khỏe là đủ T về là có lãi, là sáng ngày hôm qua đã kết thúc, được không được đu thêm mới rồi, đúng không? Cũng có dặn mọi người rồi. Và chúng ta cần một vài điều kiện để có thể là chơi tiếp tục. Đó thì chúng ta sẽ cùng nhìn nhận thêm một chút nữa này. Về bên cơ sở ngày hôm qua em phân tích cùng mọi người rồi, chúng ta vẫn chơi rất nhiều hàng, chúng ta đánh gom và đánh rất nhiều hàng từ trước đó rồi, đánh cả T cộng, cả bắt đáy, cả T cộng và cả là đánh chen luôn. Có một vài cổ phiếu chúng ta đánh chen được như dòng P có côn mọi người rồi, PVP, đúng không? PVS hoặc mà Penny, chúng ta có thể canh tham gia chơi. Và giai đoạn này Penny là chúng ta sẽ có thể là ưu tiên tập trung đánh một vài mã Penny. Penny tương đối khỏe, đúng không? VGT mình cũng báo mọi người này, quanh sát giá 16 cộng trừ là có thể chốt một phần lãi. Chúng ta đã ăn hơn 30% rồi và chốt một phần thôi, sẽ canh cover lại. Đấy là cho những ai mà đánh ngắn, còn ai đánh chen thì mọi người có thể cầm cầm thêm một chút nữa. Đặt phương, đúng không? Những cái nhịp mà kéo lên trên vùng, kéo lên trên vùng gần vùng này chúng ta chốt T cộng và canh cái vùng biên dưới vùng 4445 chấm X, chúng ta đánh chay T cộng và chờ một cái nguyên nhân mới. Chưa thể chạy luôn được, rất khó chạy luôn được, nhưng mà vẫn là gì? Có dòng tiền vào thì vẫn ưu tiên canh đánh. Có chốt một phần đi, đúng không? Những cái nhịp mà chúng ta bắt 4041 chấm X. Nó ra cũng vậy. Ngày hôm nay cứ lời lẩy lên cao, hô mọi người là chốt lời đi, chốt lời bớt một phần T cộng đi, đúng không? Chốt lời đi chứ đừng, đây này, ngay buổi sáng có côn mọi người, chứ đừng tham. Chúng ta đừng đừng đu, tại vì sẽ có rung lắc. PVS vậy nhá, PVS thì nếu như ai mà mua ở vùng giá 37 chấm X thì chúng ta có thể chốt một phần ở vùng giá 43x 44, và các vị thế mua 40 41 chúng ta có thể cầm T về hoặc là canh mua nếu như có điều kiện bùng nổ trở lại, đúng không? VVB này, VHC, VHC thì chạy rồi nhá, chạy rồi không không đuổi. Ngày hôm nay có một cái nhịp nữa là VHC và ngày hôm nay này, quan sát mua full nếu có dòng tiền vào một vài phiên tới hãy mua full, còn ngày hôm trước là chúng đã gom rồi. ASM cũng vậy, mua từ ngày hôm trước rồi chứ ngày hôm nay không phải là ngày FOMO đây này. ASM đang gặp cản 12 chấm X và không FOMO nhé, không FOMO tại vì mình view nó có rung lắc đó, có rung lắc về lại đó. Mọi người chú ý là không FOMO, ngày hôm nay không phải phiên FOMO buổi sáng đó. Rồi chúng ta thấy thì VHC, VHC tạm thời thì nó có một cái vần bán tương đối mạnh. Cái vần bán này có chứa đựng rủi ro, tuy nhiên là nếu như mà cái vần bán này hấp thụ được và ngày mai nó lỗ lại tiếp, lỗ tiếp luôn nhá, thì chúng ta sẽ đánh gia tăng luôn IDI và ASM, thì thủy sản chúng ta đánh được thoải mái đẹp luôn. Còn nếu như mà không, ngày mai mà đánh một cây mà bán mạnh gập gãy chen thì thủy sản chúng ta chỉ đánh T cộng thôi, và chúng ta lại chờ 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 như kiểu VGT và nó quay trở lại như VGT chúng ta mới đánh cân bằng trở lại, hoặc thị trường điều chỉnh xong thì chúng ta mới nhảy vào chúng ta đánh. Còn lỗ lại được luôn thì lấp được cái gap này và lỗ lại luôn thì chúng ta đánh gom thêm IDI và ASM luôn nhé. Còn về dòng P thì chúng ta có PVS và PVB. Điều kiện mua thêm PVS là gì? Ngày mai lỗ trên 15 triệu cổ phiếu và giá tăng mạnh lên thì chúng ta mua luôn, mua luôn gọi là hold sóng PVS và có thể là tham gia thêm một phần nữa, mua thêm của PVS. PVD vậy nhá, lỗ trên 10 triệu cổ thì có thể là tham gia mua mua thêm. Được chưa? Rồi, quay trở lại về PVS, PVD này. Ngày mai ví dụ có một vài phiên cạn cung ở đây. Nó có thể là có một phiên hoặc một vài phiên cạn cung đấy. Gom hàng 37 chấm X tại lền rồi. Chốt lời một phần ở đây được cho ai bị thấy T cộng, đúng không? Mua thêm ở vùng giá 40 41 chấm X. Về đây đánh T cộng thoải mái nhé. Còn muốn mua thêm ở trên vùng này, hãy chờ cho mình một cái nhịp mà trên 15 triệu cổ. Ở đây nó rơi vào tầm 6 15 triệu cổ chính là cây này, phải cao trên bằng cây này, đúng không? Thì chúng ta mới mua được thêm PVS và lúc đó là vào sóng và chạy tiếp, đúng không? Chúng ta sẽ hold sóng. Lúc đó chúng ta sẽ gia tăng full và hold sóng PVS. Còn hiện tại chưa, dòng P đang 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 là dòng dẫn nhưng mới chỉ manh nha kéo lên thôi, chưa phải là giai đoạn vào chính sóng đâu. Chúng ta có rất nhiều cơ hội của dòng P. Tuy nhiên là gì, mình cũng đã nhắc rồi, dòng P mà kéo thì cẩn trọng thị trường. Thì thông thường P mà kéo thị trường toàn toàn lát thôi mà, nên chúng ta cẩn trọng là những nhịp FOMO giá cao chúng ta sẽ cần chờ đợi nhé. Không phải là cứ thấy tím như ngày hôm nay VHC đu tím thì chỉ có đứt, đúng không? Đó thì có thể trong một vài phiên tới VSC quay trở lại thì chúng ta có thể đánh được
những mã thủy sản. Thủy sản ngày hôm qua chúng ta gom tỷ trọng nhỏ ở đây này và báo mọi người là gom những vùng biên dưới này cơ, đi để y cơ mà đúng không, gom ở với vùng này chứ có phải là hôm nay ở trên vùng cung này sao gom được đúng không. Tất cả những vùng này nó liên quan yếu tố cung cầu, mà von này chưa đủ lỗ để chúng ta chơi đâu đúng không. Lỗ von nó phải như VGT, lỗ một cây von đột biến xác nhận này mới vào sóng được chứ. Thứ hai nữa, lỗ von trong pha D đúng không, lỗ von trong pha D là nó phải break được cái break ở dị e này đúng không, nó phải phá được cái vùng cản này thì chúng ta mới mới vào sóng chứ. Còn đoạn này chỉ là gom hàng ở vùng vùng lèn thôi, gom tỷ trọng nhỏ thôi và chờ vào sóng thì chúng ta mới đánh được nhá. Rồi ASM vậy ngày hôm nay lấp gáp, đã lấp gáp, gáp là gì, gáp là vùng cản đúng không, gáp là vùng cản cả một cây màu đỏ này, một lần chạm một lần đỡ đúng không, đỡ 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 và sập xuống thì vùng này là vùng chuyển đổi, vùng này là vùng bán xuống chứ, ai kẹt hàng đây họ bán chứ đúng không, kẹt hàng họ bán về bờ chứ. Còn khi nào chúng ta mua được ở trên cao này, khi nó có một cây von to mà cây đấy nó phải như cây cây bán này này và giá quay trở lại vượt được cái vùng giá 12 chấm X thì lúc đó gì test lại chúng ta mới canh đánh lên tiếp, còn không vẫn cứ 11 chấm X và 10 chấm X chúng ta gom hàng đúng không. T cộng thì có thể là 12 chấm X chúng ta chốt một phần, còn vào sóng thì chờ đợi phải VHC hấp thụ đủ cùng, VHC mà gãy dòng dẫn không có thì tất cả dòng thủy sản gãy luôn. Còn VHC mà hấp thụ đủ cung và xác nhận đánh lên tiếp được thì chúng ta chơi thủy sản khá an toàn nhớ. Rồi VGT thì chốt lời bớt vị thế, nếu như lên trên vùng cung này ai mà mua ở vùng 11.x sát 12 và 12 thôi, như em đã côn rồi thì mọi người thấy không, 30% thì T cộng 30% thì mọi người cũng khá ok rồi. Còn vào sóng chính vào đây xác nhận thì chúng ta phải kiên nhẫn là gì, chờ nó tái tích lũy, chờ nó tái tích lũy và hoặc là có thể đẩy lên một nhịp và rũ bỏ hẳn về đây nhé, rũ hẳn về đây xong lại kéo lên thì ai mà cầm lì thì x2 tài khoản, x2 con mã mã VGT này từ vùng 11 thoải mái nhé. Mình vẫn view có thể x2 x3 được nhưng để cầm x2 x3 thì mọi người phải chịu được những nhịp rung lắc thì chúng ta lên là có thể là 30 50% chúng ta chốt một phần, sau đó thì điều chỉnh từ đỉnh khoảng tầm 15 20% chúng ta có thể cover dần lại hàng. Và đối với những nhịp mà rung lắc thì penny là dòng mà chúng ta sẽ ưu tiên, mặc dù tiền vào penny thì tiền vốn chúng ta không thể đánh nhiều được, tuy nhiên là dòng chúng ta quan tâm là nó khỏe hơn, nó đang hút tiền vào đây thì nó khỏe hơn. PVB đấy, cổ phiếu báo mọi người là chúng ta có thể tham gia cái vùng giá 11.x thì những nhịp test lại thì mọi người có thể quan tâm tham gia cùng là báo rồi đó, thì penny chúng ta có thể cân nhắc nữa. Rồi chúng ta có xem nào, về câu chuyện rủi ro thì chúng ta có rủi ro và cũng có nhiều cơ hội, nên là mọi người đặc biệt chú ý cảng biển chúng ta có vót đúng không, có vót cũng tương đối khỏe đó, cảng biển có vót nhé, dòng tiền vào này VOS đúng không thì chúng ta sẽ tham minh đó. Thì cảng biển mà có vót chạy VGT GMS chạy trước đó rồi, vót chứng khoán này có ABS tương đối khỏe thì mọi người có thể canh dòng tiền vào đó đánh, thì giai đoạn này có thể là Sobering đó. Sobering thì đối với những cổ phiếu penny như vậy thì chúng ta sẽ quan tâm cái nhịp mà gì test lại chúng ta gom một phần nhỏ đúng không, ở giá 5.x đánh giá 5.x một phần nhỏ và chờ đợi xem nếu khi mà dòng tiền vào tiếp tục đẩy giá lên vượt được vùng giá 6.x này thì test lại vùng 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 này chúng ta có thể tham gia chơi một phần nhỏ đó, APS nhé, đó, với APS và BSM BMS là những cổ phiếu penny. Chúng ta có thể tham minh giải ngân một phần nhỏ những cổ phiếu này ở giá 9.x của PMS sát 10, có thể chơi một phần nhỏ thôi. Penny chúng ta sẽ đánh penny tất nhiên rồi, chỉ gom nhỏ được thôi. Rồi lốt vào đây một phát nữa của rồi penny chứng khoán này. APS đúng không? APS tương đối ổn. Vùng 5.x.
top lot 52 đúng không ạ? Dưới tục 5 OK, chúng ta quay trở lại về về bên phái sinh. Về chặt ngày thì mọi người thấy phái sinh đang là một cái nhịp mà bẻ được MA20 đi lên đúng không ạ? Và giá đóng trên MA50, chúng ta thấy vùng hỗ trợ gần nhất của phái sinh thì chính là vùng 57-58 về chặt ngày. Vùng tiếp theo là vùng 40-42, vùng này chắc chắn chúng ta cũng phải tham binh long rồi, đúng không? Rồi H4 đang có tín hiệu phân kỳ và lượng cung tăng dần. Mọi người thấy không? Cung tăng dần. Cây này là cây có von bán nhưng mà demand tham gia vào, nhưng mà hai cây cung này tương đối mạnh. Thì vùng cung vẫn là gì? Vùng 7x đến 8x, đúng không? Vùng 7-18 đến vùng 8x đó, vùng cung tương đối mạnh. Thì giai đoạn này khả năng cao nó sẽ kéo xả thôi, kéo xả thôi. Và cái vùng giá hợp lưu giữa hai đường MA này, đúng không? Thì quanh mốc giá 46-48 và mốc gap ở 42 chính là những mốc mà H4 chúng ta thấy là có những lực đỡ ở đây. Chúng ta có thể tham những lệnh long ở đấy đi lên. Rồi H1 đang xuống tăng và giá đóng dưới MA20, nhưng Bollinger Band ở dưới cái vùng low band là vùng 58 đến 59, chúng ta vẫn view là có lực đỡ giá và có thể đánh scalp đi lên một nhịp được. Nhưng mà tuy nhiên là chú ý những cây von bán này. Cái von bán này tương đối mạnh và chúng ta chờ ngày mai, nếu như mở gap mà thủng luôn thì chúng ta cũng phải chờ đợi những nhịp mà hồi phục bán xuống thôi. Tùy thuộc vào thằng viên 30 đúng không ạ? Viên 30 thì ngày hôm nay viên 30 kéo trụ, kéo thằng BKMX và một vài mã banh đỡ. Còn những mã trụ khác thì có điều chỉnh là chuyện bình thường thôi, tăng quá mạnh rồi, ví dụ như MWG đúng không? Tăng mà nó hôm nay điều chỉnh thì tương đối nhẹ đúng không? Lên trên vùng quá mua rồi. Thứ hai nữa là gì? Nó phải có nhịp mà hấp thụ cung, rất nhiều cung ở vùng SNR của MWG ở đây mà làm sao đã chạy được luôn đúng không ạ? Chúng ta cần tái ở đây, sau đó thì chờ những phiên tiếp tục đánh SOS đúng không? Đánh sai trang, đánh vượt thằng này có sai trang thì lúc đó chúng ta mới thấy là gì? Thằng MWG là một cái nhịp mà nó vượt đỉnh nó tương đối dễ dàng thôi, giai đoạn tới vượt đỉnh tương đối dễ dàng, đã break được cái vùng này rồi. Thì gì test lại những vùng này chúng ta có thể tham gia chơi. Đó thì giai đoạn tới là giai đoạn MWG có thể kéo và banh đúng không? Banh kéo lên tạo ra UA đúng không? Một vài cổ phiếu banh. Nên mọi người chú ý là gì? Cái câu chuyện banh nó kéo một hai cây như thế này thôi, có thể nó không kéo vọt lên mà kéo một hai cây xong nó lại quay về lớp gap này cho đáo hạn tháng sau, thì là cái tháng này thì kéo lên 1.300 cũng tương đối đơn giản đó. Còn nếu như banh mà đạp von to về đây và tạo ra BTR này thì chúng ta lại thấy một nhịp sọt quay trở lại vùng 4x. Vậy chúng ta vẫn có hai kịch bản trong đầu và chúng ta cùng chờ đợi những lệnh điểm long điểm sọt này. Đầu tiên chúng ta thấy ở đây giá tạo banh cái lấy mắc AR, UT đúng không? Đây có thể là UTAC, cũng có thể là SOS. Và đây là nhịp test lại. Test thành công thì đi lên, test không thành công thì gãy. Đơn giản thế thôi. Rồi gãy, xác nhận gãy thì khi nào? Thủng thằng 61 đúng không? Thủng 61 von to, hồi phục von nhỏ, sọt xuống. Thì sọt xuống về đâu? Sọt về những vùng gap. Vùng gap này, vùng 52, 53, 49 và vùng 42. Sau đó thì canh long được ở đây. Thì vậy chúng ta có thể đánh kéo xả biên rộng trong giai đoạn này. Và tuy nhiên là gì? Thị trường phái sinh vẫn giữ được cấu trúc tăng, vẫn giữ được kênh tăng này. Khi nào thủng gãy kênh tăng này thì hãng tính. Vẫn giữ cấu trúc tăng, thì vậy là ưu tiên canh long. Đúng không? Canh long. Canh long thấp. Giữ cấu trúc tăng này. Khi nào cấu trúc tăng bị gãy, gãy von to, hồi von nhỏ, hồi yếu thì mới sọt xuống. Như vậy là chúng ta sẽ đánh giai đoạn này, giai đoạn chúng ta sẽ đánh sideways biên rộng đi đã, đúng không ạ? Vùng biên trên 77 đến 79, 76, 79 thì chúng ta vẫn tham minh lệnh sọt và chốt lời. Tất nhiên rồi, quanh mốc giá 66, 69 vẫn là chúng ta vẫn phải chốt lời dần các vị thế sọt biên trên. Nếu như mà phái sinh giai đoạn ngày một vài ngày đầu tuần, ngày tuần sau đó phái sinh rồi nhá, thì chúng ta thấy nếu như mà tái tích lũy được ở dưới này và vượt được kênh này nhá, quay trở lại vượt được thằng 80 thôi, thì chúng ta sẽ thấy hướng lên vùng 1.300 XX. Còn nếu như test lại thằng 76 đến 79 không vượt được, test lại von nhỏ không vượt được và gãy thằng này với lực bán mạnh của dòng banh, thì
thì chúng ta sẽ hướng đến nhịp điều chỉnh giảm xuống vùng 5x, vùng 4x trước khi chúng ta thấy một nhịp rút chân từ 4x đi lên. Thế vậy giai đoạn này chúng ta sẽ đánh đánh sideways biên rộng và chay theo theo biên thôi. Đúng không? Chúng ta có một lệnh long ở vùng 50 52 SL 49, long 40 42 SL 39 và target những lệnh này lên khoảng tầm 10 đến 20 điểm. Ví dụ từ 46 từ 40 42 chúng ta có thể target lên 62 72 82. Đúng không? Thì chúng ta ăn dài hơn, còn 52 thì chúng ta sẽ chờ. Nhìn chung là những nhịp này là về những vùng demand thì chúng ta sẽ quản trị vốn. Khi mà giá bật lên thì chúng ta quản trị vốn, KSL ra vốn. Ví dụ khi mà giá tăng 5 điểm thì KSL ra vốn muốn hold, hoặc là chốt lời một lửa và hold tiếp. Đúng không? Tùy vào cái bối cảnh của thị trường. Thì đây là những vùng chúng ta có thể tham minh long lên. Trước đó thì chúng ta sẽ chờ đợi cái vùng giá từ 66 đến 76 đã. Vùng biên trên 76 78 chúng ta sọt xuống SL vượt thẳng 80, nếu vượt 80 chúng ta sẽ đánh long lên 1300. Đó, nếu mà thủng thẳng 61 chúng ta sẽ chờ test lại vùng vùng sọt là vùng 6668 và vùng biên trên là vùng LPSI vùng 7476 rồi sọt xuống và target lên vùng 5x 4x. Đó thì giai đoạn này giai đoạn chúng ta sẽ đánh hai chiều được. Hai chiều được. Và tùy bối cảnh ở trong phiên nhá. Tham minh những nhịp những vùng key level và chúng ta sẽ vị buổi sáng chúng ta tích điểm khoảng 2 4 đến 6 điểm một sóng. Thông thường thì tầm 3 đến 5 điểm. Còn buổi chiều thì chúng ta có thể tham minh 8 đến 10 điểm một sóng. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta đánh long từ vùng 69 đến 77, sọt 77 xuống tận vùng 67 10 điểm. Tuy nhiên là chốt là chỉ chốt 5 7 điểm hoặc 8 điểm một sóng đấy thôi, chứ làm sao chốt long sọt đỉnh và long chốt được ở đáy, đúng không? Tương đối khó. Đó, như vậy là giai đoạn này là giai đoạn mà cũng tương đối rủi ro. Tương đối rủi ro chúng ta sẽ chờ cái bài hát này xác nhận này. Đó, nếu như là một cái trạng phân phối thì chúng ta lại tìm lại về vùng giá 4x chúng ta mới long được 42 cộng trừ đó. Đó, còn một bài hát mà tích lũy thì chúng ta sẽ thấy là những nhịp mà xích ao co giật ở đây, có thể là nhúng xuống một nhịp ở ATO, thủng ATO xuống đây xong lại kéo ngược trở lại. Đó, thị trường rất ảo nhá. Mọi người sẽ tham minh chi tiết ở trong từng phiên một đó. Join vào Zoom Zalo nhá, sẽ có những chi tiết của lệnh và update thị trường theo theo giờ mọi người nhé, theo phút luôn.